cô Trịnh đã chạy sữa đường đen. Hai, giờ hay là món gì ăn với bánh mì đi hai. Ăn chung với bánh mì hả? Dạ. Ok mấy vàng luôn. Cái món gì ăn sáng vừa phải nhanh, gọn và lẹ. Thì tôi thấy cái món mà ăn chung với bánh mì là lẹ nhất luôn. Bây giờ tôi lấy hành tím băm cho nhuyễn ra nha. Hành lá mình cũng cắt nhỏ ra. Bây giờ tôi chuẩn bị các nguyên liệu để pha nước sốt, gồm có nước mắm nè, đường và không thể thiếu chai tương ớt Chinsu, giúp cho cái nước sốt của mình ngon hơn và bùng vị hơn. Bây giờ tôi để một muỗng đường, một muỗng nước mắm, hai muỗng tương ớt Chinsu. Mấy lần trước dùng chai nhỏ xíu, ăn đâu có đã đâu. Cái mùi vị thì thơm ngon, dùng hai chai ớt trái nên thành ra là tôi dùng cái chai tương ớt 1 kg luôn. Sau đó thì mọi người cho hai muỗng nước lọc và khuấy cho tan nha. Bắt cái chảo dầu cho nóng thì tôi cho hết cái hành tím mình băm vào nè, phi cho vàng rồi thì mình cho cái nước sốt vào, mình đun cho nó kẹo lại. Cuối cùng thì mình rắc hành lá lên. Quay qua thì tôi chiên cái trứng còn lòng đào, để một lát nữa mình chấm với bánh mì là ngon số dách luôn. Nhớ rải thêm một xíu hành lên cho thơm nha mọi người. Mà chấm với sốt có tương ớt Chinsu này nè, có cái vị cay tê kích thích vị giác dữ lắm luôn. Mà nấu kẹo với nước sốt lại thấy cái màu nó lên rất là đẹp. Nếu mà làm cái nước sốt này không có tương ớt Chinsu là không có ngon đâu nha mọi người. Mấy cái thân hành hồi nãy bây giờ tôi lấy ra trồng xuống đất nè, để vài hôm nữa nó ra lá nhiều. Tôi sẽ quay cho mọi người xem nha. Dạ, cảm ơn chị Hai nhiều nha. Tuyệt vời ông trời. Xúc sắc. Ngon xúc sắc luôn.